bàn ối không dây Toshiba nó để đến 100V. Đẹp không các bạn? Đây là nút xịt hơi nước và đây là nút tắt mở để xịt hơi nước. Khi mà nó đang nóng đủ độ thì mình bấm nút này xong rồi bấm nút này là xịt hơi nước, bấm như là xịt. Còn đây là tắt mở. Đây như là hiện tại là đang tắt nè. Đầu mở lên là để chế độ độ thường nè. Chế độ độ dày nè, chế độ thì độ rin nè. Đó. Có 3 chế độ nha các bạn. Giờ mình để lên bắt đầu ghim điện. Rút điện gồm có điện nè. Kéo, các bạn kéo dây này nhớ là kéo cho hết ra tới cái nắp màu đỏ hả ngưng nhé. Đó. Tới cái nắp màu đỏ nè. Đồ nội địa của Nhật là nó có hướng dẫn này, thấy không? Tới nắp màu đỏ này ngưng nha. Và khi mình ủi hay làm thì mình phải kéo ra hết. Để không thôi nó nằm trong đây nó tạo nhiệt nó sẽ nổ á. Mình phải kéo ra hết. Dù là bằng ủi nào thì cũng phải kéo dây ra hết. Giờ ghim vô điện. Các bạn nhớ ghim vô điện là điện 100V nhé. Đây là điện 100V. Đó. Khi mình ghim vô điện thì ở đây chưa có đèn sáng. Mình bật nút này lên thì đèn máy sáng. Đó. Đèn sáng là một chế độ. Đây là ủi thông thường. Đó. Thấy không? Nó ra hơi nước rồi, thấy không? Cái đó là hơi nước tụ lúc có sẵn á, nó ra hết nó ngưng. Khi đủ nóng nó tắt đèn. Đó. Đủ nóng nó tắt đèn, mình mở ra để ủi đồ. Trong lúc ủi hay khúc nào mà mình không có ủi được thẳng là mình xịt nước thì bấm cái nút này để bấm xịt nước. Đó. Đó. Thấy không? Đó. Bấm nước ra hơi nước, ủi hơi nước không dây là đây. Hàng hiệu Toshiba. Nó rất là nhẹ và gọn. Và đặc biệt là rất an toàn với trẻ nhỏ. Mình để lên thì nó thiếu nhiệt nên nó chạy lại. Mỗi lần nó nạp xong như vậy là mình ủi được một bộ đồ nhé các bạn. Mình muốn nóng hơn để xài cái đồ dày hơn thì mở lên vậy. Đồ dày nữa thì mở lên hết lóc. Khi mà mình bấm cái này để mà mở thông cái xịt hơi nước á, bấm cái nút này nè để mở thông xịt hơi nước á, mình bấm này sẽ ra hơi nước nè, không nhưng mà khi mà nó hết nóng á, nó sẽ lóc cái nút này. Hết nóng nó không còn tạo được hơi nước á, nó sẽ lóc cái nút này. Khi nào đủ nóng nó sẽ mở ra các bạn. Để không thôi mình xịt nó sẽ tạo nước chảy dư không tốt. Hàng thì lúc nào cũng có tại máy lạnh tiết kiệm điện .net nha các bạn. Thiếu nhiệt cháy đèn tiếp vừa trung bình tắt vậy thôi. Hàng số dách.